hiệu cho lễ hội của chúng ta ngày hôm nay. Gửi lời chúc sức khỏe tới các đồng chí lãnh đạo. Cuộc sống, đời sống của nó không được kéo dài, nó chỉ qua một năm được chăm sóc xong vào đây là con nào cũng chết cả. Ngày xưa là con và vô địch là thả biển để tế thần biển, còn những năm gần đây thì thịt bán ra ngoài hay được kiếm biếu ai thì không biết. Làm lễ hiến sinh tức là phong tục của địa phương là của quận là phải hiến sinh để cầu cho được mùa màng rồi là mưa thuận gió hòa. Vì cái lễ hội của truyền thống nên là mình phải chấp nhận đấy, và mình yêu châu như nào mình cũng phải chấp nhận, vì là cái lễ hội hiến sinh tức là cầu cho cả vì một người hoặc là vì một ông châu để cầu cho cả đất nước, cầu cho mưa thuận gió hòa. Chủ châu số 05 về phía ban tổ chức để thông tin.